quý à, vị biết à, à, từ đó tới giờ những đức à, rất chú trọng cái thờ khóa công phu cho đại chúng từ à, ở trong chùa cho đến khi mà những đức mà khi à, đi ra ngoài vì thấy à, chỉ đúng bỏ một ngày một thôi mà cũng nhờ một cô cô phát dùm cho vị tu vì sao lại là những đức tranh thủ à, sắp xếp để mà cái thời khóa tu nó tiếp tục, nó không bị gián đoạn. Tại vì sao? Vì cái thời khóa tu rất quan trọng. Chị nhớ là mọi người chúng ta mà gia đình mà có cái thời khóa tu, rồi mỗi ngày mà tu gì, thật sự mà nói đặc biệt dữ lắm. Có một đoạn mà một vị tổ sư nói câu rằng, bây giờ một gia đình giàu sang mà nếu như mà không có biết ăn chay niệm phật không có tu tập thì có khi cũng không bằng một gia đình nghèo mà người ta biết niệm phật nên cái gia đình nó tuy nghèo mà biết niệm phật cái gia đình con người trong gia đình nó tự nhiên họ sống bình an và tự nhiên họ cũng có được hạnh phúc nên cái công đức niệm phật của mỗi một gia đình này lớn dữ lắm mà những đức thấy bữa nay là cái đạo tràng hai là lên hơn 700 người đó Thấy lên đông Như ừ. anh thấy anh phát tivi Anh chỉ người ta cách cày rung Có nghĩa là mỗi người biết chung tay Để đem Pháp Môn Niệm Phật này giới thiệu Nghĩa là từ cái việc làm vậy thôi Mà cũng là tu duyên tu phước mà nếu mà mình giúp cho người ta như vậy mà Bản thân của mình, gia đình mình cũng niệm Phật Tu tập luôn, tuyệt vời lắm Nha. Có nghĩa là Mình vừa giúp người ta mà mình cũng tu luôn Hay lắm quý vị, cực kỳ hay Nên những đức nói rằng là Mỗi một người chúng ta là những hành giả Đem pháp môn tình độ giới thiệu Tại vì Mỗi người mà biết niệm Phật Biết tu tập cái tâm lượng mình Nó cũng mở rộng ra Tâm lượng mở rộng ra những đức thấy rõ ràng là ví dụ lúc trước tâm những đức nó cũng lớn lắm nhưng mà nó không bằng là khi mình dụng công tu khi mình dụng công tu thì cái tâm mình nó rộng lớn mà nó dịu tâm lại nó hay chỗ này nè còn khi mà mình mà không có dụng công tu đó tâm lượng mình cũng lớn con người mình nó cũng nghĩ khí đồ dữ lắm nha nhưng mà lạ thay nó không bằng là dụng công tu khi mình dụng công tu nó dịu cái tâm lại nó dịu cái tâm lại nó cũng tâm lượng lớn mà nó dịu tâm lại Như thế này hay ghê Nên cái việc mà dụng công tu niệm Phật là rất hay Rất đặc biệt Nhưng Đức tin chắc rằng một con người mà Làm ăn đồ này kia Nếu mà người ta thành đạt mà người ta còn biết Dụng công tu tập nữa nha Thì những Đức nghĩ rằng Cái sự thành đạt của người này nó sẽ lâu dài Dữ lắm Tại vì sao Khi con người mà có dụng công tu Con người mình sẽ điềm đạm lại Chắc chắn luôn Đó Nên mấy anh em mà đi cùng ở những đức có nghĩa là mình phải tập giống như mình cái tâm lượng mình phải lớn cái tâm lượng mình phải lớn thí dụ như có những người dù là người ta chỉ trích mình hay là người ta không thích mình nhưng mà khi người ta đã đến với mình thì mình đừng có chối từ người ta cái tâm lượng mình vậy nó mới lớn thật sự nếu như mình là người mà thật sự mà có tâm mà cầu sanh cực lạc nha quý vị mình bình tĩnh mình ngồi mình suy nghĩ Bản thân mình không có thiệt thòi Và nếu thật sự mình là người Có tâm quyết cầu sanh cực lạc nha Mỗi một người chúng ta Đừng sợ người khác hại mình Thật sự Mình cứ làm cho tốt Mình cứ sống cho thật tốt Mình cứ niệm niệm vì người Đừng có sợ người khác hại mình Tại vì sao? Vì mục tiêu của mình là Ở thế giới cực lạc Nên mình sống ở cõi này rất là đặc biệt Cái lúc đó nó có được Cái bình an của nội tâm Nên những anh em bên cạnh Những đức, những đức nói rằng là bây giờ Có ba bốn anh em nè Bây giờ nhớ kỹ là Mình tu tập làm sao mà tâm lượng mình càng ngày càng mở rộng ra Có nghĩa là dù người ta có chỉ trích Mình ta không thích mình đi chăng nữa Nhưng người khi người ta đã đến với mình là tuyệt đối Bản thân mình không bỏ rơi người ta Có nghĩa là đừng có sợ người khác hại mình Đừng có sợ chỗ này tại, tại vì mình muốn về thế giới cực lạc mà Bây giờ nếu như mà mình uh, Thiếu cái nợ cõi đời này Thôi mình trả phức cho rồi đi Cho nó xong Có nghĩa là mình thiếu nợ sao thì mình trả phức gì Cho rồi vứt đi Cho nó xong Có nghĩa là những đức thấy rõ ràng từ ở trong chùa những đức bước ra bên ngoài những đức thấy rõ giống như là mình càng tu tập mình thấy giống như cái việc làm mình giống như có phật a di đà sắp xếp thì sao thật sự luôn. Nó nó cũng rất là đặc biệt không có tệ chút nào. Nên những đức nói rằng là cái người niệm Phật mình chăng thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, có những lúc mà mình trải nghiệm qua mình thấy. Giống như mình tiêu điều quý vị, giống như mình tiêu điều thật sự có những lúc mình thấy mình tiêu điều. Nhưng mà lạ tai nếu như mà mình có thể quay đầu mình chăng thật niệm Phật nó có một cái sự chuyển hóa. Lạ lắm nha. Cái đây là cái mà nhiều người chúng ta nó phải gặp sự cố, trở ngại rồi bản thân mình mới cảm nhận được chứ. Bộ nguyện của Đức Phật A Di Đà. À. thì thí dụ như mỗi một người chúng ta ở đây mình mình cùng niệm Phật nha. Có những lúc bản thân mình sẽ gặp những sự trở ngại cực kỳ lớn. Nhưng quý vị chân thật quý vị quay đầu lên niệm Phật đi. Vì lo tu đi. Nó sẽ có một cái sự chuyển hóa rất là lạ. À. sự chuyển hóa rất là lạ luôn. Nên mình nghĩ ô thì ra Mình cũng niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc Nhưng chưa thật Mình chưa có thật tâm cầu sanh cực lạc Như Đức nói bản thân như thế Tuy mình cũng phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Nhưng mình chưa thật lòng Tại vì sao? Vì mình chưa dụng công niệm Phật Mình chưa dụng công niệm Phật Nên mình chưa phát cái tâm thật lòng Cầu sanh cực lạc quý vị ơi Nên khi mà Có một sự khảo đảo thử thách Lúc đó mình mới không biết nương ai, mình chỉ biết nương ai với đà phật thôi. À. thì lúc đó quý vị mới thấy có một cái sự chuyển hóa gì rất là lạ, chuyển hóa rất là lạ. nên từ nơi đó cái cái sự tin Phật không phải đơn giản. nếu nói rằng là tin Phật không đơn giản chút nào, tin Phật không đơn giản chút nào. nên đại lão hòa à, thượng Tình Không ngày có giảng này nói một câu rằng, con người mà thật sự tin Phật khó lắm. Thật sự tin Phật mình rất là khó Và tin nhân quả rất là khó Tuy nói mình cũng tin Phật Tin nhân quả nhưng chưa Chưa đạt đến cái chỗ tin Phật Và tin nhân quả Nếu như cuộc đời mình mà tin Phật Tin nhân tin quả nha quý vị Có nghĩa là trong cuộc đời mình Mình không có lo âu sợ hãi Nhưng mà mình còn nhiều cái lo âu sợ hãi Là thật sự mình chưa tin Phật Chưa tin nhân quả Cái này chắc là bản thân chúng ta mỗi người Phải thật sự có thời gian mà cái thời gian mà Mà có thể chúng ta gây dựng được Đó là thời gian gì biết không Thời gian trong nạn Chỉ có trong nạn thôi Trong cái tai nạn của bản thân Thì nó mới giúp mình an định được Vì sao Còn nếu như phơ phớ 100% không bao giờ có Không bao giờ có được cái chuyện tinh Phật Và tinh nhân quả Vì mình phơ phớ quý vị Mình không thể nào tinh Phật và tinh nhân quả được Vì nó chưa nói lên gì cả quý vị Thật sự bản thân những đức nếu như lúc trước như ở chùa Những đức nói tin Phật, tin nhân quả Thật sự không có Vì những đức đang là cái đà Nó phơ phớ quý vị Chưa nói lên gì về chuyện tin Phật, tin nhân quả cả không? Nó. Khi những đức gặp những cái nạn Nó càng lớn nè Thì lúc này những đức dụng công tu Những đức cũng chưa nói đến tin Phật, tin nhân quả nữa Nhưng mà phải dụng công tu Rồi lúc đó Mới nhìn thấu được một chút Nói một chút đó nghe Nhớ kỹ đó. Thì cái việc mà tin Phật tin nhân quả không đơn giản Cái chuyện này tôi nói dễ Không dễ chút nào Bởi vì nó cái chuyện niệm Phật giảng sanh là dễ Nhưng mà thật sự Là dễ hơn các pháp khác thôi Nó không đơn giản như mình nghĩ Cái chuyện mà 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 chúng ta lay rai Rồi tà tà không phải đâu quý vị ơi Nó thật sự Nó là phải lên bờ xuống ruộng Nó phải trở ngại Nó phải gặp sự cố trong cuộc đời này như cái câu chuyện nghịch duyên quý bị nhìn thấy rõ ràng đó. Chúng ta chưa từng gặp được như câu chuyện nghịch duyên Cái đó chỉ là câu chuyện phim ghi lại một phần nào thôi Nhưng nếu trong cuộc đời của họ như Đức nghĩ Họ trùng trùng, cực kỳ khó khăn Mà họ vẫn niệm Phật đó. Họ không hờn trách nghe họ Nên họ mới thành tựu một đường Giáng sanh cực kỳ lớn như vậy Nên Đức Thích Ca Mô Đi ngày nói rằng này các con hãy chịu khó chịu khổ thấy không một đời ngắn ngủi này thôi ngài nói chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi rồi các con cứ gầy dựng tính nguyện niệm phật cầu sanh cực lạc đi nhưng mà chúng ta tuy là thấy một đời ngắn ngủi này mà mình không chịu nổi đó mình không chịu nổi đó quý vị rồi cuối cùng mình cũng hết một đời mà mình không chịu nổi mình không chấp nhận cũng hết một đời rồi cuối cùng chúng ta qua đi một đời bản thân mình sẽ mất phần giải thoát nên cái việc mà tinh nhân quả, tinh Phật cái này phải gây dựng trong cái trở ngại khó khăn. Và trong cái thuận duyên, thuận cảnh luôn. Vì thuận duyên, thuận cảnh mà mình dẫn tính nguyện niệm Phật giảng sanh. Trong nghịch cảnh, nghịch duyên mình dẫn tính nguyện niệm Phật giảng sanh. Đó. Nên những đức mà trong thời gian này mà không dụng công tu đó nha quý vị. Nếu những đức mà không dụng công tu mà những đức lên nói chuyện với quý vị đó, 100% Một trăm phần trăm ngày nào những đức cũng là ám chỉ và hờn trách. Chắc chắn quý vị luôn, nếu những đức mà không dụng công tu, những đức sẽ ám chỉ và hờn trách. Dù ngoài miệng có nói là tôi cảm ơn, cảm ơn nhưng thật sự là xạo, không đúng. Chắc chắn là không bao giờ có cái tâm này đâu. Không thể nào mà có được cái tâm mà gọi là cảm ơn cái người hại mình được nó thật sự. Chỉ có đúng niệm Phật, chỉ có đúng Xanh cái tâm phát tâm Phật ra mới, mới, mới cảm ơn được thôi Cái cảm ơn là quý vị phải an lạc Quý vị phải có một cái an lạc gì của niệm Phật Quý vị phải có cái niềm vui gì ở trong niệm Phật Quý vị mới cảm ơn Những đức nói nếu như mà Phật sắp xếp những đức bước ra Mà khổ te tua thả tơ Mọi người đều bỏ rơi sạch sẽ Không có con đường đi Đố mà những đức cảm ơn quý vị biết. Nên rõ ràng Phật rất từ bi Phật A Di Đà cực kỳ từ bi. Ngài sẽ không thể nào rèn luyện một con người mà không có khả năng phấn đấu được. Ngài chỉ đưa quý vị một cái điều mà quý vị có thể làm được dưới khả năng quý vị. Và Phật A Di Đà ngài nhìn rõ ràng là quý vị làm được nên ngài mới rèn luyện chỗ đó. Chứ ngài không bao giờ đưa cái mà quý vị làm không được. Bây giờ những đức gặp những sự cố, những đức thấy rõ ràng, Phật A Di Đà ngài sẽ sắp xếp cho quý vị cái mà quý vị có thể sống được. Và vì nhìn ngài nhìn được căn tính mình có thể làm được điều này thôi thì ngài cho mình giữ khả năng như vậy thôi chứ không phải như Phạm phu chúng ta có khi mình không làm mình đưa cho người ta cái mà bản thân mình giúp chọi mình luôn bắt người ta phải làm có đối với Phật ấy đà không phải vậy Phật ấy di đà ngài nhìn biết được mình có thể làm được như vậy thôi thì ngài cho mình làm được vậy thôi à Nó nên những đức nói cái chuyện mà tinh vật tin nhân quả không đơn giản chút nào và nói cái câu rằng là Người ta hại mình mình cảm ơn người ta Câu này chỉ nói đầu môi chót lưỡi thôi quý vị Không bao giờ có cái tâm này Nếu không dụng công niệm Phật Chắc chắn quý vị luôn Thì cái nguyên cái khoảng thời gian này Những đức dụng công tu niệm Phật Những đức thấy rõ ràng cái tâm của mình Bây giờ những đức khoan nói người khác nói mình đi Những đức không thể nào quý vị hại những đức Mà những đức cảm ơn quý vị bằng tấm lòng được đâu Không có đâu quý vị Không thể nào có được Nhưng mà chỉ có dụng công niệm Phật mới thấy mình Không thiệt thòi không thiệt thòi vì sao như đức thấy rõ ràng luôn dù biết rằng bản thân mình có gặp sự cố gì nhưng mà bao nhiêu con người cũng quý trọng mình đó là cái tại sao bản thân mình không thấy đó là an ủi tốt đẹp đến với mình mà mình còn hờn trách gì giờ mình thấy mình thiệt thòi gì giờ bao nhiêu con người quý mến mình bản thân mình bây giờ chỉ có đúng một cái là cố gắng và phấn đấu thôi để mà niệm phật tu tập với người ta mỗi ngày thôi vậy là cảm thấy là an vui rồi đó, nên quý vị biết rằng là có được thời gian này là rất là quý Nên những đức nói rằng là Thí dụ như Chúng ta được đến với nhau và gặp nhau có khi 10 năm, mười mấy năm chờ Trong cái khoảng thời gian mà chúng ta tổ chức Ngày Chủ nhật Cộng Tu Lễ hội, bao nhiêu chương trình luôn Bây giờ tất cả những người biết những đức qua Tất cả những vị trưởng đoàn rồi đi Tất cả trưởng đoàn luôn Nghe công đoạn này nhớ này, Tất cả trưởng đoàn luôn chúng ta hãy xem lại cái khoảng thời gian chúng ta gặp nhau khoảng thời gian chúng ta gặp nhau và tất cả phật tử mà đã từng ở trong pháp hội những đứa tổ chức và bao nhiêu chương trình những đứa tổ chức quý vị hãy ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại cả cuộc đời của chúng ta có được những giây phút nào vui nhưng như những giây phút đó không? quý vị khi ngồi suy nghĩ chỗ này thì tự nhiên bản thân quý vị sẽ thấy nghe ông này nói tự nhiên suy nghĩ lại nếu trong khoảng thời gian cuộc đời mình mà không có những cơ hội đó thì cuộc đời mình kể như là nó chưa từng bao giờ có được, được những cái niềm vui như những thời điểm mà mình đã từng ở trong pháp hội ông đó và những chương trình ông tổ chức cho mình chưa từng bao giờ mình có niềm vui nào lớn được như vậy khi quý vị mà có cái tâm nó suy nghĩ ra nghe khi bản thân những đức có lỗi làm gì quý vị sẽ tha thứ liền sẽ thao thứ liền. Tại vì sao? Vì chính bản thân những đức tạo nghiệp thì bản thân những đức chịu quả báo. Còn những đức đã từng làm những điều cho quý vị được vui, thì đó là quý vị mang ăn tình những nhân đức thôi. Cho nên không dính dáng gì đến quý vị cả. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì tâm lượng của vị lớn nó liền chứ có gì đâu. Đó. Rồi những đức lại là chân thật khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì dù có như thế nào Những đức giảng khuyên vì niệm Phật cầu sanh cực lạc Và tới bây giờ luôn những đức làm cư sĩ Những đức dẫn đồng hành với vị Để tu tập với vị và niệm Phật cầu sanh cực lạc Vậy thôi Khi nghĩ ra đến điều này rồi quý vị Tự nhiên vỡ lẽ cái tâm mình ra liền Tự nhiên mình thấy Ô con người mình sao nó hẹp hòi quá Người ta đã từng giúp mình rất nhiều Đã từng làm bao nhiêu chuyện Thì mình lại không bao giờ nghĩ đến Chỉ có trách và bỏ niệm Phật Ý những đức nói không phải để quý vị đừng dặn những đức Mà ý những đức nói quý vị đừng bỏ câu Phật hiệu Đừng bỏ câu Phật hiệu Vì sao? Vì khi quý vị bỏ câu Phật hiệu Quý vị sẽ cực kỳ thiệt thòi Rất là thiệt thòi Thật sự Như những người trưởng ừ. đoàn đồ Đã từng dặn người đi đến chùa mình tu tập niệm Phật nha dù bây giờ quý vị cỡ nào vì cũng phải suy nghĩ là những người quý vị dẫn đi đó đó. Quý vị phải tạo điều kiện làm sao để họ tiếp tục họ niệm Phật. Chứ đừng để họ bỏ cô Phật hiệu Hiểu không Chúng ta là những kẻ phàm phu Đi đường còn dấp té mà Không chi là Trong cái nghiệp duyên khỏi đời này Làm gì chúng ta không phạm sai lầm Mà cái đặc biệt của chúng ta là Đứng lên kìa Nên những đức mong tất cả những người trưởng đoạn Phải tiếp tục Dẫn dắt người ta niệm Phật Phải chỉ điểm người ta tiếp tục niệm Phật Đừng nên để cái nhăn niệm Phật bị rụi tàn và cái huệ mạng bị mất đi, uổng dữ lắm. Cực kỳ uổng luôn. Vì đây là cái quan trọng nhất của đời người mình luôn đó quý vị. Mình biết niệm Phật là mình nói với người niệm Phật của mình Đây là cái quan trọng nhất của đời mình đó quý vị. Đừng có bỏ câu Phật hiệu nghe. Chúng ta bỏ câu Phật hiệu chúng ta sẽ mất tất cả. Sẽ không có một ý nghĩa gì trong cuộc đời này đặc biệt đâu. Vì cuộc đời người sẽ chết đi và không biết đi về đâu. Chúng ta chỉ có bám chắc câu vật hiệu này Nó thật sự có phương hướng Để mà đi về đó. Nên á, Mỗi một con người tu tập làm sao mở tâm lượng ra Mở tâm lượng rộng lớn ra quý vị không? Thí dụ như cái việc làm những đức bây giờ nè Những đức dấp ngã Những đức té ngã Những đức vẫn đứng lên Những đức sẽ cố gắng Thật sự sẽ cố gắng những đức mong rằng những người sau này lỡ vì có giáp ngã, bởi vì hãy cố gắng đứng lên. Vì lỡ có phạm sai lầm Vì cố gắng đứng lên Vì sao? Vì có người đó làm được Vì bị sẽ làm được Hiểu chưa? Đừng có bỏ cuộc nghe Dù có Vì bị tu 10 năm chờ, 20 năm chờ Vì lỡ gặp một sự giấp ngã gì Phải tiếp tục đứng lên Đừng có bỏ cuộc nghe Đừng bao giờ bỏ niệm Phật đó. Nên những người trưởng đoàn đã từng dẫn người ta đi niệm Phật Đừng bao giờ nói rằng trách những đức một cái gì Mà tự nhiên Vì vị phế luôn cái chuyện niệm Phật của cái nhóm đi cùng với mình cái đó là đoạn duyên đoạn phước lớn lắm á đoạn duyên đoạn phước rất là lớn đó quý vị Thấy không dù 15 năm những đức đi tu tập quý vị biết từ trong chùa chiền những đức gài dựng không lẽ những đức bước ra khỏi chùa đó là mất tất cả sao quý vị quý vị hãy coi là những pháp hội chúng ta đã từng tổ chức đi làm gì cái chuyện mất hết tất cả quý vị cái hạt giống đó mình đã gieo cho chúng sanh vào tâm rồi đó thì bây giờ ai cũng có cái thiện căn đặc biệt sao mắc được Nên những người mà làm trưởng đoàn Mà dẫn người đi tu Đi đến chùa mình tu tập nghe Cái công quý vị mà gọi là 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 cùng chung tay những đức Để phát triển tịnh độ là lớn lắm á Cái công quý vị rất là lớn Ví dụ như đoàn chị Thư Đoàn cô Mai đồ Nhiều đoàn đồ Cái công quý vị rất là lớn Không phải chuyện giỡn đâu ừ, Cái công rất là lớn đó Nên như thế nào Kẻ phàm phu nhất định sẽ có sai lầm nhưng hãy cho họ cơ hội để đứng lên. Nếu như một con người sai lầm mà đứng lên được, con người này về sau kinh khủng lắm. Nếu như một cái quyển sách nào viết thành công mà không sai lầm, quyển sách này có khi chúng ta không dám đọc đến đó quý vị. Hiểu không? Nên con người mạnh mẽ nhất là trong cái vết ngã nào cũng có thể đứng lên. nên những đức nói rằng đây là bằng cái tấm lòng những đức khuyên đừng bỏ câu Phật hiệu. Đừng bao giờ thất vọng một người phàm phu mà bỏ câu Phật hiểu nên Đức Phật không có lỗi quý vị coi cái cái tâm hình mà bên Nhật người ta vẽ mà mà Đức Phật A Di Đà mà mà dùng sợi dây mà mà mà, mà vào một con người mà bộ à, Bồ Tát Đại Thế Chí lấy cái đầy sen giết cái người đó Phật A Di Đà ngài dùng sức Ngày kéo cái người đó quý vị coi cái, cái tâm hình cái đi thấy tổ Phật A Di Đà sao mà ngày từ bi giữ vậy ta sao mà ngài phan duyên mà ngài từ bi dữ vậy? Bây giờ tạo thành cái quốc độ đẹp tốt như vậy Thì nó không về thì thôi Làm gì ngài phải buộc dây ngài kéo dữ vậy? Phật A đàn Đà ngài nói rằng Tại vì nó chưa có biết thế giới cực lạc đẹp cỡ nào Nên chỉ nói thế giới cực lạc đẹp thôi Nó chưa chịu về Bây giờ cố gắng phan duyên kéo nó gì? Khi kéo nó về xong nó thấy cực lạc thích quá Lúc đó nó mới chịu ở Vì thế không? Giống như cái room này cũng vậy có nhiều người nói ô vô đâm tu làm gì Bật cái điện thoại lên tu đâu có được gì đâu Vậy mà bị thử bị cài cái râm bị vô tu Đấy. thử đi Bị vô tu rồi quý vị sẽ thấy Ủa sao đặc biệt quá ta vô đây lại kết bạn rất là nhiều người trong đây Nhưng Đức nói quý vị mỗi ngày bấm bấm điện thoại Không bằng bị vô đây bấm râm đó quý vị à. Vô đây bị sẽ kết bạn sen ở đây không á Toàn là những bạn lành không đó quý vị Thấy không Nên quý vị vào đây đi rồi quý vị sẽ kết những người bạn đặc biệt trong đây không nè đó nên cái đó là cái mà giống như Phật A Di Đà đó không ngày phan duyên ngày kéo chúng sanh gì cực lạc còn những đức lập như cái rum này bị bị vô thử đi toàn lại bị kết bạn xen trong đây không đó bạn thì hiền bạn thiện trong đây không à nên cố gắng quý vị chúng ta dù có sai lầm cỡ nào phải cố gắng nỗ lực lên niệm phật Tiếp đó có vật hiệu có bỏ nghe và mở tâm lượng rộng lớn ra cho mình cơ hội cho người cơ hội cho người cơ hội đó là đang cho mình cơ hội đây là cái rất quan trọng nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện niệm phật kiên cố niệm phật cả đời không thối tâm khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc a di đà phật a di đà phật